Vì sao tên lửa chống tăng di động Javelin của Mỹ hiện đại và đắt đỏ? Javelin là một loại tên lửa chống tăng di động có tên đầy đủ là FGM-148 Javelin. Cả một bệ phóng tên lửa chống tăng này có thể được vác lên vai và bắn đạn đi mà không ảnh hưởng đến độ chính xác mục tiêu đã ngắm bắn. Sở dĩ đây là loại tên lửa chống tăng hiện đại không chỉ do tính di động mà Javelin có cơ chế khóa mục tiêu tiên tiến, không cần dẫn đường bằng tia laser hay dây cáp như tên lửa di động thế hệ cũ người sử dụng chỉ cần ngắm khóa mục tiêu và bắn là có thể di chuyển vị trí chiến thuật ngay lập tức thay vì phải đứng tại chỗ dẫn đường như thế hệ tên lửa khác. Hệ thống phóng tên lửa vác vai này chỉ mất 30 giây để lắp đặt vào trạng thái sẵn sàng phóng tên lửa và mất 20 giây cho quá trình nạp tên lửa mới. Cự ly triển khai tên lửa này là từ 75m cho đến tối đa 2.500m, 2,5km. Tên lửa có chế độ đánh trực diện nhằm mục đính tấn công mục tiêu có mái che hay tấn công máy bay trực thăng và đối với xe tăng bọc thép thì sẽ sử dụng chế độ đánh từ trên cao xuống để có thể tấn công vào khu vực giáp mỏng nhất của xe tăng. Đạn tên lửa của bệ phóng Tavelin có tổng trọng lượng là 11,8 kg. Đây là loại tên lửa liều phóng kép, hai tầng đẩy, với một liều phóng phụ nhỏ có tác dụng đẩy quả đạn khỏi ống phóng sau đó động cơ chính mới đánh lửa. Việc này khiến một người lính bình thường có thể vác bệ phóng lên vai mà triển khai, hoặc với những môi trường chật hẹp trong nhà cũng dễ dàng triển khai an toàn chính xác lần nổ chính giúp tên lửa đạt độ cao và tốc độ triển khai đến mục tiêu. Tên lửa có thể mang đầu đạn nặng 8,4 kg, loại chống tăng hít, đi xa nhất 2.500 m và đầu đạn có khả năng xuyên giáp 600 bệ phóng tên lửa di động này là một món vũ khí đắt đỏ. Riêng hệ thống bệ phóng có giá gần 200.000 đô la Mỹ, mẫu quả tên lửa có giá gần 100.000 đô la Mỹ. Có lẽ vì sự đắt đỏ này mà hiện nay những nước đang được sở hữu nó cũng có số lượng khá hạn chế. Mình xem liệt kê ở Wiki thì sở hữu nhiều nhất là Vương quốc Anh với 850 bệ phóng và 9.000 quả tên lửa. Kế tiếp là Ukraine với 377 bệ phóng và 1.200 quả tên lửa, Lithuania 144 bệ phóng và 871 quả tên lửa. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.